Hôm nay em sẽ lên cho bà con mình một loại phân bón được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên, hoàn toàn từ rong biển và tảo biển. Biển cả không chỉ mang lại cá tôm mà còn chứa đựng nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá cho cây trồng. Kelpit ATT là giải pháp giúp cho cây trồng phát triển vượt trội, bền vững và xanh tươi quanh năm, chứa các thành phần hoạt chất vô cùng tiên tiến. Sản phẩm là chất kích thích sự sinh trưởng tự nhiên từ tảo biển Úc nên cây dễ hấp thu, giúp gia tăng tỷ lệ nảy mầm, kích thích mầm mọc nhanh, kích thích bộ rễ phát triển của cây sinh trưởng cân đối, tăng tỷ lệ hấp thu và hiệu lực của phân bón, cải thiện hoa, tăng độ trái và giúp trái nhanh lớn, hàm lượng auxin và kitokinin cao và có tỷ lệ là 8:1, rất phù hợp để phát triển cây con, ứng dụng nhân giống, phát triển cây trưởng thành và cây lâu năm, giúp cây chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường, chống hạn, chống bệnh, giảm tác hại cho độc tố cho cây trồng có trong đất, xua đuổi côn trùng gây hại, thành phần dạng lỏng nên dễ sử dụng, tan nhanh trong nước, phù hợp cho canh tác hữu cơ ghép, sử dụng Kelpit ATT rất đơn giản. Pha 500ml trên 360 đến 400 lít nước cho mỗi lần, tương đương 20 đến 25ml trên bình, phun 16 đến 25 lít. Tùy vào đối tượng cây trồng và dụng cụ phun, tưới 1-2ml trên lít nước, tưới theo chu vi tán cây, tùy theo cây lớn nhỏ mà điều chỉnh lượng nước cho phù hợp. Dùng cho thủy canh, sử dụng 1-2ml trên lít dung dịch thủy canh, ươm cây giống pha 1-2ml trên lít nước cho cây con khi mới vào bầu hoặc trộn vào hỗn hợp bầu đất. Trường hợp cấy cây con, nhúng rễ cây con vào dung dịch Kelpit 1%, thời gian là 2-3 phút. Nếu bà con đang quan tâm đến sản phẩm mà không biết mua ở đâu uy tín mà giá cả thì hợp lý, thì bà con cứ liên hệ ngay với đội ngũ kỹ sư bên em sẽ hướng dẫn chi tiết và lên đơn giao hàng tận nơi cho bà con mình nhé.